Chào mọi người, hôm nay là thứ bảy và mình đang trên đường đến một cái khu đền thờ nổi tiếng ở tỉnh Saitama. Đó là cái đền thờ cái Jin giả là Hikawa. Hiện tại thì mình đã vào trong cái khu nhà thờ rồi. Thì hôm nay là thứ bảy nên là khá đông người vào trong đây để kiểu như họ cầu nguyện ấy. Thì như hôm nay ở đây có cái lễ hội gì sao? Mình không hiểu lắm về cái khi vào đây sẽ phải kiểu cầu nguyện hay là khấn vái kiểu gì ấy. Thì người ta cứ đứng ở trước cái cửa xong bắt đầu là cúi chào chào ấy. Mình không biết. Đây là cái mấy khu kiểu hàng bán bên đường á, phục vụ những khách đi vào trong cái khu đền thờ ấy. Bánh trái rồi nước rồi thức ăn. Nhiều món ăn thì hấp dẫn thế. Con bé mặc kimono trông đáng yêu. Cái cổng nữa. Mình đi từ cái cổng to kia ra đây là cái cổng vào chính. Hôm nay rất nhiều người đông. Rất nhiều người đi vào đây để kiểu như họ cầu nguyện với cả họ lễ đấy. Cuối tuần giống phong tục của bên mình ấy. Kiểu như các bạn hay ở gì nhỉ? Các bạn ở bên đi đạo ấy, các bạn hay vào đến nhà thờ cầu nguyện vào chủ nhật ấy, thì ở đây họ cũng thế. Đây là lúc bước vào trong cái, chắc là cái khu chính này. Đi qua một cầu rất đẹp luôn, đỏ chót. Xong ở trên đây có mấy em nhỏ mặc kimono à. Đông chưa? There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the time to hold me in your arms. Whoa. I wish that you were here to give me everything I want. But I know that life's unfair and we can't always have it. Cái chỗ đằng sau này mọi người, nó là cái khu rửa tay ấy. Mọi người trước khi vào trong đền họ sẽ ra đây rửa tay, xong rồi mới vào trong đền.
nha. Mình đang rửa tay. Đây là khung cảnh trước cổng đền này. Mọi người đang ở đây tập trung chụp ảnh rất đông luôn. Mình sẽ quay lướt cho các bạn xem một lần. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm singing. Take me to a world of silver. Tại mình đang đi vào trong một cái khu vườn này, nó giống như kiểu công viên ấy. Trong đây toàn cây giống kiểu dạng cây, nói chung mình không biết nó là cây gì, nhưng mà thấy trong đây có rất nhiều như ảnh gia đang chụp ảnh nha, đằng sau mình. Chụp ảnh chim. Chim hoặc là chụp ảnh chim. Đây, tháp thiên vương. Mẹ đang ngồi nghỉ ở trong cái chòi, chòi trong cái khu vườn này đằng sau mình nhỉ, đâu nhỉ? Đấy, các bạn nhìn các nhiếp ảnh gia không? Nhiếp ảnh gia đó, đó ấy. Đang chụp ảnh chim ấy, được của nó ấy. Ở xa xa mấy khu cây cây ở góc này đó, đấy kiểu có mấy loại chim gì nhìn đẹp hết. Sau họ tập trung lại chụp ảnh, chắc là kiểu chụp ảnh đại loại là chụp ảnh đéo gì ấy. Tóm lại là đang chụp ảnh chim. Vào trong mấy khu vườn kiểu như toàn cây về cây này, cảm giác không khí trong lòng vãi, quên không khí trong lành. Bắt đầu ở trong cái khu rừng, bên cái khu vườn này có cây lá đỏ, bắt đầu bây giờ cây lá đỏ chuẩn bị chuyển sang màu vàng. Bạn nhìn xa xa rồi. Đấy, cây lá đỏ. Có chỗ mình đi của lẽ các bạn ấy, cái chỗ đường đi của lẽ đi vào đây, chỗ một cái cổng nó to á, ở hai bên đường của nó là hai cái hàng cây lá đỏ á. Đến cái mùa lá đỏ mà vào đây chụp ảnh thì chắc là thôi rồi luôn. Hiện tại bây giờ chưa đến cái mùa lá đỏ, chắc phải đến tầm cuối tháng 11, cuối tháng 11 đầu tháng 12 thì bắt đầu là nó mới chuyển hết sang lá đỏ. Thì giờ mình có chuyện.